Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bảng tổng sắp huy chương ASEAN 19 tính đến thời điểm hiện tại ngày 30 tháng 9 2023. Bên cạnh đó là cập nhật những môn, diễn biến các môn đấu trong ngày thi đấu hôm nay. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật bảng tổng sắp huy chương mới nhất tại đây. Vậy là tính đến thời điểm hiện tại của ngày thi đấu 30 tháng 9, thể thao Việt Nam đã mang về một số tin vui. Bên cạnh đó là những tin không vui liên quan đến những vận động viên đã thi đấu không thành công trong ngày thi đấu hôm nay. Tin vui dành cho đoàn thể thao Việt Nam đó chính là câu chuyện Đỗ Thị Thanh Thảo và Hoàng Thị Hường về nhất bán kết thuyền đôi nữ Kaza 500m với thành tích 2 phút 1,7 giây. Kết quả này đã giúp cho đội chèo Việt Nam giành vé vào chung kết cùng với 8 đội khác, được diễn ra trong ngày 2 tháng 10 tới đây. Một tin vui khác đến từ vị trí của bóng chuyền nữ Việt Nam khi Thanh Thúy cùng với các đồng đội đã có trận đấu đầu tiên với đội tuyển bóng chuyền nữ Nepal vào chiều ngày hôm nay mà chúng ta đã thắng với tỷ số 3-0 với các tỷ số như sau: 25-16 và 25-13. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng, một chỉ số hoàn toàn vượt trội hơn so với đối thủ. Trận đấu tiếp theo thì Thanh Thúy cùng với các đồng đội sẽ có cuộc chạm trán với đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc. Trận đấu này sẽ được diễn ra trong ngày mai. Những tin kém vui của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay: đội tuyển Liên minh huyền thoại của Việt Nam đã thất bại trong trận đấu tranh huy chương đồng với đội tuyển chủ nhà Trung Quốc. Ở môn trượt ván thì Mai Hoài Phương và Phạm Nhật Minh Quang đã đứng chốt vòng loại nội dung 10.000m tính điểm. Ở môn bắn súng thì Trịnh Thu Vinh, Lại Công Minh đạt tổng số điểm là 569 điểm, đứng ở vị trí thứ 10 vòng loại 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nên không thể vào chung kết. Ở Kurat thì Lê Công Hoàng Hải, Đỗ Thu Hà, Phạm Nguyễn Hồng Mơ đều thua trận ở vòng đấu 1-16 nên đã bị loại. Bên cạnh đó là còn có rất nhiều những môn thể thao đã thi đấu không thành công trong ngày 30 tháng 9. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ đến với bảng tổng sắp huy chương cụ thể của các đoàn. Đứng ở vị trí số 1 đó chính là chủ nhà Trung Quốc với 107 huy chương vàng, 65 huy chương bạc và 33 huy chương đồng, tổng số 205 chiếc huy chương. Trong ngày thi đấu hôm nay, chúng ta đón nhận một sự bứt phá mạnh mẽ đến từ đoàn thể thao Nhật Bản khi hiện tại họ đã vươn lên vị trí top 2, đẩy Hàn Quốc xuống vị trí thứ 3. Trong khi Nhật Bản có 28 huy chương vàng, 36 huy chương bạc và 38 huy chương đồng, thì Hàn Quốc có 27 huy chương vàng, 28 huy chương bạc và 53 huy chương đồng. Các vị trí thứ 4, thứ 5 lần lượt thuộc về Uzbekistan và đoàn thể thao đến từ Ấn Độ. Uzbekistan có 10 vàng, 11 bạc và 15 đồng, trong khi đó thì Ấn Độ có 9 vàng, 13 huy chương bạc và 13 huy chương đồng. Trong một ngày thi đấu chưa thực sự hiệu quả, đoàn thể thao Thái Lan đã bị đẩy xuống vị trí thứ 6 với 8 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 13 huy chương đồng. Mặc dù là vậy nhưng Thái Lan vẫn là một ngọn cờ đầu đến từ vị trí của khu vực Đông Nam Á. Vị trí thứ 7 đó chính là Đài Bắc Trung Hoa, một sự vươn lên mạnh mẽ của đoàn thể thao Đài Bắc Trung Hoa khi họ có 7 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Hồng Kông Trung Quốc đã bị đẩy xuống vị trí thứ 8 với 5 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 18 huy chương đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Iran và Triều Tiên. Iran có 3 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Triều Tiên có 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Bám sát top 10 là Kazakhstan với 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Indonesia, Singapore, Malaysia và Việt Nam. Đây là 4 đoàn thể thao đến từ khu vực Đông Nam Á đang chia nhau vị trí xếp hạng từ 12 đến 15. Trong khi Indonesia có 3 vàng, 3 bạc và 10 đồng, Singapore có 2 vàng, 4 bạc và 4 đồng, Malaysia có 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, thì đoàn thể thao Việt Nam có 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và có đến 12 huy chương đồng. Vị trí thứ 16 đến 22 đó chính là các đoàn thể thao UAE, Macau, Qatar, Tajikistan, Kuwait, Kyrgyzstan và đoàn thể thao đến từ Bahrain. Đây là những đoàn đã sở hữu cho mình một tấm huy chương vàng, bên cạnh đó là những tấm huy chương bạc và huy chương đồng. Xếp sau hơn nữa đó chính là Mông Cổ, Jordan, Philippines, Turkmenistan, Brunei, Oman, Sri Lanka, Afghanistan, đoàn thể thao đến từ Lào, Bangladesh, Liban và Pakistan. Những đoàn thể thao này tính đến thời điểm hiện tại chưa có cho mình một tấm huy chương vàng, tuy nhiên họ đã sở hữu những tấm huy chương bạc và huy chương đồng. Vâng, như vậy là tính đến thời điểm hiện tại của ngày 30 tháng 9, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang miệt mài tìm kiếm những tấm huy chương vàng tiếp theo. Chính vì thế mà những thông tin mới nhất liên quan đến các vận động viên Việt Nam thi đấu tại Trung Quốc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video sau. Quý vị và các bạn nhớ là hãy đăng ký kênh để cập nhật bảng tổng sắp huy chương mới nhất tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!